Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, để kéo giảm tình trạng ùn tắc thường xuyên trên tuyến đường Đồng Văn Cống dẫn vào cảng Cát Lái thuộc quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, thì Sở sẽ mở rộng thêm một làn đường xe ô tô nữa tại đoạn qua cầu Mỹ Thủy trên tuyến đường này ngay trong năm nay. Trước mắt là để giảm bớt tình trạng kẹt xe trên các trục đường ra cảng Cát Lái như là đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, Sở đã làm việc với cảng để điều chỉnh thời gian xe ra vào theo hướng tối ưu nhất. Ngoài ra thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thi công để ngay trong năm nay hoàn thành thông xe đoạn đường nối dài 4,5 km từ đường Mai Chí Thọ đến điểm đầu tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm chia bớt lưu lượng xe trên tuyến đường ra cảng Cát Lái.